Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Judge News. Và ngày hôm nay đồng hành với Châu Lê đó là một cô gái rất là năng lượng và đa tài. Và xin giới thiệu với tất cả quý vị, đây là Hạ Linh. Dạ, xin chào. Châu Lê, xin chào mọi người. Và được biết rằng Hạ Linh của công ty Việt Nam Just Cruise đúng không nào? Và Hạ Linh có một cái chương trình rất là hấp dẫn muốn giới thiệu đến tất cả mọi người. Thì không biết đó là chương trình gì ta? Sắp tới thì vào ngày 31 tháng 12 thì Việt Nam Just Cruise có tổ chức chương trình, đó là đại tiệc pháo hoa trên sông, đại tiệc ngắm pháo hoa trên du thuyền. Đại tiệc rồi ngắm pháo hoa rồi trên du thuyền, nghe rất là hấp dẫn luôn. Là ở sông Sài Gòn đúng rồi, không? Sông Sài Gòn. Nhưng mà cụ thể là như thế nào ta? Cái chương trình này thì là đó là mình sẽ tổ chức một lần là sẽ có 4 chiếc du thuyền và sẽ đưa khách lên trên du thuyền và sau đó trải nghiệm cái việc là bắn xem cái chương trình pháo hoa vào lễ là Tết dương lịch. Tết dương lịch. Đúng rồi. Rồi, tại vì thật ra thì Châu Lê có xem cái dịch vụ này rồi nhưng mà nó chỉ nằm ở trên TV thôi, trên phim. Nhưng mà Châu chưa bao giờ được trải nghiệm cái dịch vụ này đó, thì không biết là cái này nó có gì đặc biệt không ta? Cái đặc biệt ở chỗ là trước giờ sẽ có nhiều cái dịch vụ sẽ là xem các chương trình pháo hoa mà ở trên đất liền. Bây giờ mình đổi, mình feel đi, mình đổi cái cảm xúc là từ trên đất liền mình lên trên du thuyền. Ở trên là mặt sông, dưới là trên là mặt nước, dưới là mặt nước, trên là pháo hoa, thì mình sẽ cảm thấy được là cái không gian cũng giống như là cảm thấy cảm giác mới cho cái việc trải nghiệm mình bắt đầu một năm mới. Và quan trọng là mình sẽ không phải chen chúc, kính thưa quý vị. Hình như là số lượng nó rất là giới hạn đúng không? Tại vì thuyền nó chỉ cũng như đó thôi, mình đâu thể nào tăng hơn được. Đúng rồi, hiện tại thì Việt Nam Just Cruise đang tổ chức là trên tất cả là 4 chiếc du thuyền. Thì tổng số lượng khách mà Việt Nam Just Cruise có thể nhận được là 120 khách trong lần này thôi. Chính vì vậy nên tới cái khách số mà 121 thì say sorry là mình không thể phục vụ. Như vậy là hiện nay trong Tết dương lịch ở Sài Gòn với 10 triệu dân thì chỉ có 120 người là có được cái dịch vụ mà mình cung cấp đúng thôi. Rồi, nghe thấy ghê quá. Nhưng mà đó là sự thật đó quý vị. Nhưng mà tại vì được biết đây là lần đầu tiên ở Sài Gòn mình có một cái dịch vụ nó chuyên nghiệp đến như vậy. Thì để mà mình có được những cái bước đầu mình thực hiện cái chương trình này thì nó có khó khăn gì không? Thực sự thì để thực hiện được cái chương trình này á, thì Việt Nam Just Cruise là không ít khó khăn. Cái chương trình này thì đâu đó là trước đây thì là các đơn vị khác cũng đã có tổ chức nhưng theo hình thức là quy mô nhỏ lẻ, còn Việt Nam Just Cruise lần này là đưa ra thị trường và bán vé public. Chủ yếu là mang tính chất là truyền thông và đưa cho mọi người có cái sự trải nghiệm về dịch vụ du thuyền là chính. Và trong quá trình đó thì vì là người tiên phong và người đi đầu nên không tránh khỏi là gặp được rất là nhiều cái rào cản khó khăn. Đầu tiên thì mình sẽ nói tới cái việc đó là thay vì mình làm cái nhà hàng ở trên bờ thì bây giờ để con tàu đó nó di chuyển thì phải có bến bãi nè. Đúng rồi. Bạn phải xem thử là đậu bến nào, bến đó có thể nào neo được hay không, cái tàu nó lớn hay nó nhỏ. Rồi sau đó rồi là tới cái việc là con nước nè, nước lên cái giờ đó có thể là neo được cái tàu hay không. Ngoài ra thì còn có là về cái pháp lý, ví dụ như ở trên đời thì mình sẽ có là công an hay là giao thông, thì ở dưới nước thì sẽ là các anh cảng vụ theo từng khu vực, theo từng nhóm, thì mình phải làm việc rất là kỹ về những cái phần đó. Đó là liên quan tới cái vấn đề bến bãi, pháp lý. Để có một cái buổi tiệc được thật là vui thì cái vấn đề an ninh an toàn là quan trọng nhất đúng không? Rồi. Tại vì như theo Châu biết thì bến bãi nó có một cái số lượng nhất định. Rồi thì nguồn nước, con nước nó cũng lên xuống mà để có thể huy động được một số lượng như thế. Rồi tổ chức một cái bữa ăn trên tàu. Ví dụ như mà trường hợp mà mình bị ở trên đất liền mình thiếu cái gì đó thì mình xử lý kịp. Còn nếu mà ở trên tàu, rồi làm sao xử lý? Thì mình phải tính trong cái kế hoạch của mình là có backup cho cái phần đó. Tất cả là phải có backup. Đúng rồi. Rồi những cái kế hoạch B hoặc là C hoặc đúng là rồi. Những cái chuyện mình phải nhìn thấy trước. Đúng rồi, tại vì là trong cái quá trình mà tổ chức mà để một cái con tàu để đang tổ chức hiện tại, ví dụ một con tàu mà có sức chứa là 100 khách đi ra khơi, đi ra ngoài sông Sài Gòn, thì cái việc là phải backup thêm là cano cứu hộ, rồi kể cả các cái đội ngũ là bảo an ở trên sông thì cũng phải nắm được là cái sơ cứu cơ bản, và phải có backup là khi mà xảy ra sự cố thì phải xử lý như thế nào, gọi ai, liên hệ ai, và cụ thể cái bến gần nhất để mình có thể mình chạy vào là lúc nào nữa. Thì quá nhiều các bước luôn á. Nó là không bao gồm là chỉ có cái an toàn ở trên sông, trên con thuyền đó, mà mình phải backup luôn ở trên bờ khi mà sự cố xảy ra nữa. Wow. Ủa chứ vậy chứ. Mình thấy thuyền chạy trên sông thì mình nghĩ đơn giản là mọi người lên thuyền rồi đi thôi. Nhưng mà không ngờ là để tổ chức được cho 100 người
chỉ 100 người không phải là một số lượng quá lớn. Nó lại có rất là nhiều các cách phê sự chuẩn bị như vậy. Đúng rồi. Còn thêm một chút xíu nữa, xin cho phép Linh chia sẻ thêm một chút xíu nữa về cái concept cũng giống như là cái nội dung của cái buổi tiệc. Đó là cái điều mà Trung muốn nghe. Okay. Thì mọi người bình thường sẽ thấy là đâu đó thì sẽ thấy ở trên sông Sài Gòn thì đã có những cái gọi là cái nhà hàng ở trên nổi. Thuyền. Đúng rồi, nhà hàng thuyền. Một số con thì có di chuyển nhưng một số con thì chỉ đậu ở chỗ đó thôi. Thì cái việc mà khác biệt của Việt Nam Giáp Thu khi mà đưa ra lần này là đưa tới cái sự kiện ở trên thuyền, chứ nó không chỉ có mang tính là mình chỉ có là nhà hàng là ăn thôi, mà đó là bữa tiệc về âm thanh ánh sáng kết hợp vào trong đó nữa, chứ nó không chỉ là đơn thuần là mình lên đó mình ăn xong mình xem pháo hoa thôi. Sẽ có nhạc hợp tấu violon du dương cho bạn khi mà bạn đang ăn và chia sẻ cái câu chuyện là cuối năm với gia đình, với bạn bè của mình, trao đổi với nhau. Rồi sau đó thì có khoảng thời gian thì mình sẽ ra ở bên ngoài khoang tàu và mình có cái chương trình nhạc mạnh chút xíu, mình lên DJ, lên nhạc và countdown, mình happy new year, chúc mừng một năm mới. Đó là tổng thể cái chương trình Linh chia sẻ sơ sơ vậy đó. Sơ sơ thôi mà đã thấy cũng rất là nhiều điều mà mình đáng phải được thử nghiệm. Tức là mình sẽ được lên trên du thuyền, được thưởng thức những món ăn ngon, rồi mình được đồng hành với những người thân yêu của mình trong khoảnh khắc mà giao thừa bắn pháo bông. Và đặc biệt là chương trình này chỉ dành cho hơn 100 người thôi. Chính vì như vậy thì thật sự là bản thân Châu Lê cũng rất là muốn được tham gia cái chương trình này. Chắc chắn là sau cái phần ghi số này thì mình sẽ nói chuyện thêm ha. Ok. Nhưng mà như quý vị cũng đã thấy thì nếu mà chúng ta cần thêm những thông tin về chương trình tiệc cuối năm GN Party trên sông Sài Gòn đại tiệc như thế thì hãy liên hệ Việt Nam Jazz Cruise và liên hệ với Hạ Linh để có thể biết được những cái chi tiết cụ thể của chương trình. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Xin chào. Xin chào.